Leo Văn Minh xin chào anh em và các bạn xem video. Bây giờ là 5 giờ kém 3 phút, tức mình gọi là 14 giờ 57 phút ngày 23 tháng 6 dương lịch, tức là ngày 21 tháng 5 âm lịch. Năm 2019 mình bắt đầu xới sáo và bón phân. Bây giờ mình gọi 5 giờ chiều ấy, gọi là 5 giờ chiều. Thì bây giờ mình không thể làm cả vườn được, mình chỉ làm 20 cây. Trong khu này mình gọi là khu giữa vườn. Đây 20 cây. Mỗi hàng của nó là 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây và 5 cây. Mỗi hàng có 5 cây và có 4 hàng. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Hiện trạng cái vườn mình như sau. Cỏ rác rậm mồ, lá cây, cành cỏ khá nhiều. Lá cây, cành cỏ khá nhiều nhé. Đây các bạn nhìn. Lá cây, cành cây khá nhiều. Có những cành mình vừa đốn khá to. Và con cái đây. Đây. Xong các bạn xem mình làm đến tối được bao nhiêu. Liệu mình có bón xong phân được 20 cây được không. Đây, cây rác đây. Còn nói thật là vợ của mình dạo này ốm lắm, không làm được. Con nội hái vải ra bật hộ chút thôi. Còn cái rác dưới đây, vẫn đi dọn sạch. Bây giờ mình đi. Đây các bạn, để thời gian các bạn nhìn mặt trời các bạn biết. Bây giờ đây mặt trời khá chói. Các bạn không nhìn thấy mặt trời đúng không? Đấy, mặt trời nó tầm như thế. Tức là bây giờ gọi chiều tối rồi, mát rồi, mình bây giờ mình làm khoảng 20 cây này, xem mình làm bao lâu thì mình bón xong phân, liệu bón trong từ giờ đến 6 giờ hoặc 7 giờ. Còn 2 tiếng có bón xong được cái vườn này không? 20 cây. Bây giờ mình để các bạn xem mình làm như thế nào. Thứ nhất mình dùng cái máy bừa kia. Không đông đầu dọc. Mình bừa cỏ, bừa rác. Đây mình đặt máy điện thoại đứng im. Để mình bừa một đoạn, xong mình ngắt, dừng. Bây giờ các bạn xem mình bừa một vài đường, xong mình dừng video. Đến khi nào bừa xong, mình lại quay qua. Bừa xong quay ca, đến lúc mình lại cày, thì các bạn xem mình một vài đường. Sau gần một tiếng bừa mình sẽ bừa được như thế này các bạn ạ. Đây mình đã bừa được như thế này. Đấy. Bừa được tất cả hình chiếu tán, xung quanh tán đều sạch như này. Nhưng chỗ nào mà chúng ta không sạch thì chúng ta có thể lấy cái cào. Chúng ta cào lại. Mình chỉ cào một chút thôi. Đấy. Sau khi làm xong mình đã bừa được hết
20 cây như này. Bây giờ một chỗ như chỗ này nó hơi vướng ra ngoài thì mình cào lại một chút các bạn ạ. Đây, mình lấy cào bừa nó không thể chi tiết được. Đây, chỗ này mình cào lại. Mình bảo chào làm trong buổi hôm nay chắc không xong các bạn ạ. Máy của mình nó trùng quá. Trước khi làm mình không căn lại. À đây, chỗ này mình quên mình chưa bừa. Cái cào quên mình chưa căng lại cái dây côn loa. Mới trùng quá. Đây các bạn nhìn này. Dây côn loa trùng quá. Mà căng lại dây côn loa thì lâu quá chắc tối mất. Mình căng độ 30 phút thì tối mất. Bây giờ là được một tiếng, lúc làm là 5 giờ 10 5 giờ kém 5. Bây giờ là 6 giờ kém 5 mất rồi. Mình có thể căng được, nếu không căng được thì mình dừng video. Mình căng được làm kịp trong buổi hôm nay thì mình căng nhé. Bây giờ mình dừng để mình căng đây. Các bạn nhìn này, trùng quá. Không bừa nổi nữa. Quên không chỉnh. Bây giờ mình dừng. Nếu mình căng kịp thì mình làm trong này, còn không căng thì mình dừng video ở đây nhé các bạn nhé. Mình căng lại cái dây cu loa mất khoảng 35 phút. Từ 6 giờ kém 5 bây giờ 6 rưỡi. Hôm nay mình không trồng không bón được hết phân cho 20 cây, mình sẽ cố gắng bón được một hàng. Bây giờ mình cày một hàng đầy đủ và cày một hàng ngang. Các bạn xem thử mình cày một hàng ngang, hàng dọc nhá. Cày rạch ra để bón phân. Bây giờ là 7 giờ kém 15 rồi. Mình đã cày xong cái hàng ngang hàng dọc. Các bạn nhìn. Sau khi mình cày hàng ngang hàng dọc như này thì mình sẽ bón. Đây, thôi mình đi để các bạn tiết kiệm thời gian. Thì bây giờ 7 giờ kém 15 là tối nha các bạn, thông cảm nhé. Máy của mình hôm nay nó bị hỏng dây cu loa, mình sửa mất 35 phút, tốn khá nhiều thời gian. Đây là 20 cây, có lẽ tí mình sẽ làm hoàn thiện đủ một luống. Đủ hàng ngang hàng dọc của một luống thôi. Bây giờ mình về mình rắc đỗ tương. Thì mình cứ rắc mỗi cây 5 cân. 5 cây, 5 cân gọi 60.000. 60.000 nó bằng hơn 2 cân vải thôi các bạn ạ. Nếu giá mọi năm thì mình ngại, nhưng giá năm nay thì không ngại. Bằng 2 cân vải thôi. Mà nó thêm độ 2 cân vải mà nó thêm độ chục cân, hoặc là vải nó đẹp hơn. Thì chênh lệch
Một sọt vải đã đủ sự chênh lệch của bọn nó vôi rồi, à bọn nó đỗ tương rồi. Bây giờ mình về mình rác. Mình rác nha, mình không làm rác nữa, mình rác xong mình sẽ, nếu tối thì các bạn dùng, mình sẽ dùng flash, các bạn nhìn thôi. Tối rồi. Bởi vì các bạn thông cảm cho mình. Cái điện thoại của mình có mấy camera hiện đại thì họ quay như nào. Như điện thoại của mình chỉ có quay buổi sáng sớm với buổi chiều thôi, chiều tối. Còn trưa nó không nhìn thấy gì cả. Như hôm nay lúc sáng nay mình làm buổi trưa thì các bạn đã nhìn thấy rồi. Rất là chói, cho mình phải làm tối. Thì các bạn thông cảm cho mình, hết sức thông cảm. Khi mình làm cái này mình sẽ ảnh hưởng thời gian của mình, đáng nhẽ mình bón được 3 giờ. Nhưng tận 5 giờ mình mới bón để cho nó đỡ tối, à đỡ chói. Đây các bạn nhìn 20 cây mình đã cày hết hàng ngang dọc, bây giờ mình rác xong mình lấp. Bây giờ mình trình bày các bạn nhé, mình cày từ hàng vải ra. Tôi cày ra ngoài. Hàng ngang hàng dọc đây, đây hàng ngang, hàng dọc. Mình cày ra. Bây giờ mình rắc rắc đỗ tương xong mình cày bên ngoài vào. Sau khi mình cày bên ngoài vào thì mình sẽ cày tất cả ở ngoài hút vào và lại làm thành một rãnh sâu ở giữa đây, ở giữa. Tí mình làm mình sẽ trình bày cho các bạn xem nhìn. Tối các bạn thông cảm nhé. Bây giờ là 7 giờ kém 5 mất rồi, trời tối lắm rồi. Có lẽ mình không làm được cả vườn, mình chỉ làm duy nhất một cây thôi. Nhưng cố gắng hôm nay mình phải rắc hết phân đỗ tương cho cả vườn. Đây là bao đỗ tương mình đã dùng xe rùa đẩy ra vườn. Đẩy ra bao đây, đây là cái thau. À, có mọt hay sao? Không phải. Bây giờ mình cứ bón khoảng một cây khoảng 5 cân, còn bón hết lại đi mua. Bây giờ mình muốn bón được thì mình làm nào? Thứ nhất là mình dùng cái bát mình cân thử, một bát này bao nhiêu cân? Xem nào. Một bát đầy. Gọi là 7 lạng. 7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9. Mình bón cho 7 bát này một cây. Bây giờ mình chỉ rắc đúng mực. Thôi mình cứ đi rắc. Rắc hết xong mình sẽ làm một cây hoàn chỉnh cho các bạn xem. Còn mình không làm hết cả vườn nữa, tối quá. Bây giờ mình rắc hết cả vườn, xong mình quay lại mình làm. Xong các bạn chịu khó xem tối một chút nhá. Bây giờ là 7 giờ 5 phút rồi, quá muộn rồi. Thôi mình chỉ... mình đã bán xong hàng dọc. Còn hàng ngang mai mình bón. Mình bón hoàn chỉnh một cây. Và cây bên này nữa để tí mình cày. Mình hất sang hai bên, đây. Các bạn nhìn. Còn mình đã bón xong hết hàng dọc rồi, mình bón hoàn chỉnh một cây. Đây, hàng dọc đây mình đã bón xong. 4 hàng. Các bạn nhìn qua. Thì mình dùng cái bát để mình đo, nó chỉ mang tính là tương đối thôi. Tức là một cây khoảng 5 cân. Cây to thì bón nhiều, cây bé thì bón ít. Sau khi mình đo, mình áng chừng xong. Mình đo một cây. Mình rắc đều một cây, khoảng độ 5 cân. 7, 7, 4, 9 là 7 bát. Sau khi mình rắc xong 7 bát, mình thấy cái lượng phân đỗ tương này nó trên cây là bao nhiêu. Giờ mình dùng thau mình rắc thôi, chứ không bón chi tiết từng cây một. Mình rắc mang tính tương đối thôi. Cây nhiều thì ít. À, cây nhiều quả thì bón nhiều. Cây ít quả bón ít, nhưng trung bình một cây khoảng 5 cân. Thì đây khoảng độ 20 cây. Thì mình bón khoảng độ một tạ. Tức là một bao, đấy là khoảng độ 40 cân. Thì mình bón hơn một bao, mình bón xong hàng dọc. Bây giờ mình về làm hoàn chỉnh một cây. Thì bây giờ mình dùng máy cày, mình cày úp lại. Và mình lấy cào, lấy cuốc, mình khơi rãnh luôn. Để làm hoàn chỉnh một cây thôi nhé. Các bạn thông cảm mình không làm hết được cả vườn được. Bởi như các bạn biết rồi. Sáng thì vẫn sáng, chiều, trưa thì làm nó chói quá. Chỉ bằng cách chiều tối mình làm. Và 5 giờ mình làm để cho nó đỡ chói. Thì lại bị hỏng công nông. Mất 45 phút. Cho nên mình phải làm tối vậy. Các bạn thông cảm mình nhé. Bây giờ là gần 7 rưỡi mình mới làm xong. Mình ví dụ. Mình vét từ rãnh lên. Đây trên gốc cây đây. Mà mình làm xong mình quay các bạn xem. Mình vét ở rãnh lên gốc cây. Đây là cái rãnh, thẳng rãnh đi. Còn trên này gốc cây mình vét lên. Thì như chúng ta biết rồi, cuối hè và cuối xuân đầu hè, trời chúng ta có thể hạn. Nhưng sang mùa thu, tháng 7, tháng 8 có thể mưa ròng rã. Mình không làm tốt lồng 1 thì nhiều vườn là sau khi ra xong lồng 1 sang lồng 2, lồng 3 đúng mùa thu mưa dầm rã, cho nên chúng ta không ra lồng. Cho nên mình phải làm rãnh như vậy các bạn ạ. Làm rãnh. Đây mình vét buổi tối rồi, mai mình làm xong toàn thể mình đã quay lại các bạn xem bộ này. Đây trên là rãnh đây, đấy các bạn nhìn thấy rãnh chưa, ở trên mình đã vét hết lên và lá ở bên trong kệ nó, đây lá đây. Còn tác dụng của lá như nào các bạn nhìn đây, cái lá từ mùa đông mình quay lại mình để đây, nó thành rất mùn rất tốt. Đang nhẽ rãnh mình để thẳng cơ, nhìn mình đây mình để cây bồng thì mình ghép, nhưng muộn quá mình chưa ghép được, mình bận rộn quá. Đây các bạn xem lại, mình quay lại bốn xung quanh bốn góc cây này nhá. Đây là một góc đây rãnh thẳng nha. Đây. Đây là trên này có cây bồng mình đấy, mình làm rãnh bốn xung quanh. Làm cho cái cây mình cao lên. Tất nhiên đây chỉ hợp với đất phẳng như dưới mình thôi. Còn các bạn trên đồi lại làm ngược lại.
Đấy. Để sang tháng 7, tháng 8 mưa ngâu hoặc quý hòe, mùa thu nó mưa ròng rã thì vải mình vẫn ra được lộc. Đấy. Mình đã trình bày toàn bộ cái kỹ thuật bón phân của mình. Thì năm nay mình bón bằng đỗ tương. Như chúng ta biết rồi, đỗ tương là phân hữu cơ. Xem nhiều trên YouTube chia sẻ, người ta gọi thần dược đấy. Thần dược cho cây. Năm nay thì giá vải này mình quyết định đầu tư đỗ tương. Và trong đỗ tương cái tỷ lệ đạm lân kali thì đạm khoảng 7 lân, khoảng 2, kali là 1. Thì bây giờ mình cần ra nhiều lọc cho mình bón đạm. Và sau khi bón xong như vậy thì các bạn nhìn mình cày có thể đứt rễ. Nhưng mình không ngại đâu các bạn ạ, năm nào mình cày thì đứt rễ tơ, loại thay rễ mới thì càng tốt. Bởi vì cây bây giờ nó thiếu lọc cho nên mình cho nó cân đối. Còn sau khi bón xong thì mình rắc đạm. Ví dụ hôm nay là 23. Rồi tối nay hoặc ngày mai nó mưa, mình cố làm sao xong cái chỗ này. Tối mai ngày mai nó mưa thì mình rắc đạm rắc bên trong cho nó trôi ra thì vừa. Còn như các bạn xem video mình từ đầu đến cuối rồi, mình hay chia vườn mình thành nhiều lô, chăm sóc nhiều lô, đây gọi là trong vườn và giữa vườn. Thì trong vườn và giữa vườn mình làm trước 10 ngày, hái trước cho ra lộc trước. Sau khi mình hái xong lộc vườn trong vườn giữa vườn thì mình hái ra cái khu gọi hai ruộng vườn trúc. Thì mình hái vườn trúc xong thì mình quay về mình lại làm tỉa và bón cho trong vườn và giữa vườn. Bón xong chỗ này mình lại ra tỉa và làm vườn trúc, hái cũng vậy. Mình rải vườn ra, tuy rằng cùng làm một giống vải thiều thật nhưng mình rải vườn ra, mình không làm đồng loạt, vất vả lắm. Và nó làm đồng loạt nó hay rủi ro, được cùng được, mất cùng mất. Và làm giống nhau thì rất vất vả. Cho nên mình rải vườn ra như vậy. Thôi sáng mai mình làm xong hết, mình quay lại toàn bộ các bạn kết quả của quá trình bón phân. Ôi chào các bạn. Quá muộn rồi, bây giờ là 7 rưỡi rồi. Mình về tắm rửa con ăn cơm. Các bạn thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ mình, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Chào các bạn nhé, chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.